Thưa quý vị, Lai Châu là tỉnh miền núi phía Bắc được thiên nhiên ưu ái, ban tặng nhiều nguồn nước lạnh sạch. Đây là tiềm năng lớn để địa phương khai thác phát triển, nuôi trồng thủy sản, nhất là nuôi cá tầm, cá hồi, phục vụ nhu cầu thị trường, giúp cho người dân tăng thu nhập. Đầu năm 2020, Hợp tác xã Tả Cù San ở bản Xin Suối Hồ, huyện Phong Thổ bắt tay xây dựng hai bể nuôi cá nước lạnh. Sau thời gian học hỏi kinh nghiệm, đến nay Hợp tác xã đã có 4 bể cá nước lạnh, mỗi năm xuất bán ra thị trường thu về hơn 400 triệu đồng. Thấy là cái nước lạnh này nó chạy từ trên thác chảy đi xuống, thì nó rất là khí hậu mát mẻ luôn. Thì tôi mới đi học kinh nghiệm nuôi cá từ Sapa, hiện tại bây giờ tôi bán 3 lửa cá. Công kết cho khách du lịch với công kết cho các nhà hàng ở trên tại bản Xin Suối Hồ chúng tôi đầu tư 150 triệu thôi, nhưng mà sau đó tôi bán muôn nam ấy, tôi phải là thu nhập được tầm khoảng là 350 triệu. Bà con nhân dân là nuôi con cá này thành công, thế thì năm 2022-2023 thì chúng tôi có đưa quy hoạch 2 điểm để nuôi cá nước lạnh. Thế thì trên cơ sở đó thì hiện nay trên địa bàn xã là đã phát triển thành 7 cơ sở. Qua đánh giá thì đối với lại nhiệt độ cũng như khí hậu thì con cá này là rất thích hợp với lại cái nguồn nước trên địa bàn xã sinh trưởng và phát triển ổn định. Thời gian qua, việc phát triển nuôi cá nước lạnh được tỉnh Lai Châu quan tâm đầu tư. Tỉnh đã có nhiều chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ dân đầu tư nuôi cá nước lạnh, từ hỗ trợ về cơ sở hạ tầng, vốn vay ưu đãi, đến hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc. Đến nay, tỉnh Lai Châu đã phát triển diện tích nuôi cá nước lạnh lên hơn 65.000 mét khối, với sản lượng xuất ra thị trường ước đạt hơn 500 tấn thương phẩm mỗi năm. Về xây dựng đường dây 35 kV, trạm biến áp và đường giao thông đến một số điểm có tiềm năng phát triển nuôi cá nước lạnh của tỉnh, đôn đốc triển khai việc đăng ký mã số nuôi trồng các loài thủy sản hoang dã, khuyến khích và thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng cơ sở sản xuất nuôi cá giống cá nước lạnh và thực hiện xã hội hóa trong sản xuất nuôi trồng thủy sản. Việc quan tâm phát triển nuôi cá nước lạnh không chỉ giải quyết được việc làm cho lao động nông thôn, tăng thu nhập cho bà con mà còn khẳng định được thương hiệu riêng cho tỉnh với những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng có giá trị kinh tế cao.